số người đem mà đi giặt nè. Mình đi tiệm này là tiệm thứ ba rồi đó, mới có chỗ sấy nè, đợi 28 phút nữa đồ nó mới khô. Chồng mình đang ngồi bên đây ngồi đợi đợi sấy khô xong là lấy gạo ra nè, ngồi chờ mà đói luôn. Mua hamburger ăn ở đây cũng giống Việt Nam vậy đó, đói mà đói chỉ ăn hamburger, bánh mì, bánh bao rồi. Hamburger thì bán sát đêm đó. Chị Hình mới dành nè. À, giúp em nè. Nó giống xù. 28 phút rồi đó, giờ chồng mình đợi lấy. Úi. Ở đây là mình phải bỏ dép ở đây đúng rồi. Về trung tâm. À, ơi bây giờ đóng nhiều rồi nè. Chị thêm hình tô không không rồi ta. Chị thêm hình tô không không rồi. Trời nãy đi tới 3 tiệm luôn á, tiệm nào cũng đông nghẹt hết. Giờ tới đây hơn cái chị kia mới xong. Bây giờ là 10 giờ tối rồi đó, 10 giờ tối giờ nó cũng hơi dắt rồi đó. Mưa có từ hồi Tết tới giờ thôi. Mà tiệm giặt ủi là thôi rồi luôn á. Bên này là cái máy bụng. Bây giờ thì đi về thôi. Yeah.